Dạ, mình là Đạt Nguyễn xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn CNC Lời đầu tiên mình chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào có mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Hôm nay là ngày thứ bảy ngày 11, tháng 11 Chúc các bạn có cái thứ bảy Saturday vui vẻ bên gia đình và người thân Hôm nay cập nhật về tình hình của Ukraine các bạn Có một cái tin là bây giờ ra là bên Ukraine bạn biết là Đội quân đội của Nga bị loạn ở dưới nó loạn lên thì thỉnh thoảng bạn thấy là những người lính của Nga đã dùng xe tăng họ phản công lại những cái commander của họ phải không? Và hôm nay có một cái tin tức là tại bán đảo Crimea một người lính đã cho phó chỉ huy của họ đi về bên kia thế giới và bỏ trốn bây giờ đó là cái cuộc chiến này nó nó kéo dài quá các bạn và những người lính nga họ thiếu thốn đủ thứ hết và họ bức xúc kể cả người những người lính ukraine những người lính ukraine bây giờ họ lái những chiếc xe tăng như là challenger 2 họ không dám lái tại vì đó là mục tiêu của quân nga và họ làm cho hư để họ không ra chiến trường cuộc chiến nó kéo dài làm cho người lính mệt mỏi và người dân Ukraine, người dân Nga rất là mệt mỏi. Elon Musk khuyên là nên đàm phán. Và liệu Mỹ có hỗ trợ nữa hay không? Zelensky nói chúng tôi sẽ tiếp tục nếu Mỹ không hỗ trợ. Rồi liệu Zelensky hoặc Ukraine trụ được bao lâu nếu không có Mỹ hỗ trợ? Một tuần. Lấy dữ liệu ở đâu? Do Putin. Putin nói nếu mà Mỹ không hỗ trợ nữa, Ukraine chỉ chủ có một tuần mà thôi và chắc cũng có lẽ tới cái mức độ đó các bạn. À, tình hình của Philippines và Trung Quốc, cả hàng chục chiếc tàu của Trung Quốc đã cản đường, gây áp lực lên Philippines. À, cái này bạn thấy tình hình nó hơi căng à, trung quốc nó dùng những cái gọi là hằng mạnh đi ăn hiếp kẻ yếu các bạn, thì uh, liệu philippines có chịu phục hay không? thì chắc là không. Bây giờ bạn thấy là hàng chục tàu trung quốc tấn công philippines khi tình hình xảy ra rất là căng thẳng. philippines cho biết là sau hôm thứ sáu các tàu cảnh sát biển và dân quân biển Trung Quốc đã quấy rối và chặn đường một cách liều lĩnh và các tàu cảnh sát biển của Philippines đang trên đường tiếp tế cho một tiền đồn do Manila nắm giữ ở Biển Đông. Theo đoạn phim do tờ báo của địa phương của Philippines công bố, lực lượng tuần duyên của Trung Quốc cho biết đã tiến hành các cuộc hoạt động diễn tập không an toàn xung quanh các đối tác của Philippines có nguy cơ xảy ra va chạm lực lượng của philippines cho biết một tàu trung quốc bắn vòi rồng vào một tàu tiếp tế dữ liệu theo dõi cho thấy ít nhất là hai chục tàu trung quốc bao gồm cả các tàu lớn của các lực lượng bảo vệ biển của trung quốc đã tiến vào bãi cạn à ken second thomas do philippines kiểm soát nơi mà tàu một tàu chiến rỉ xét là một lực lượng nhỏ thủy quân lục chiến là tất cả những gì còn sót lại ở nơi đài Manila kiểm soát à, về một thực thể tranh chấp ở các quần đảo Trường Sa. À, một thành viên của Trung Quốc An ninh Trung Quốc cho biết một bài đăng trên mạng xã hội rằng một người theo dõi trên cái tàu đã tiết lộ 24 tàu của Trung Quốc gồm cả tàu tuần duyên và tàu quân dân quân hàng hải không chính thức đang thực hiện những gì cho là phong tỏ cho của Philippines. Báo cáo rằng 20 tàu trong số đó là những tàu dân quân biển, trong khi 4 chiếc tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc. Bộ tư lệnh chiến khu của Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức khi mà các bài báo gọi tới để mà họ à, tìm ra những cái nguyên nhân. Bãi cạn Thomas thứ hai mà Trung Quốc tuyên bố đang nằm trong những cái khu vực tranh chấp gây gắt nhất ở biển đông. Đây là những cái nơi giàu năng lượng, hầu hết đều được Bắc Kinh tuyên bố là chủ quyền của mình. Trái với phán quyết của năm 2016 của tòa án ba, ba... thôi thôi nói tới tòa án nghe nó mệt quá. Tòa án còn bị à, nga nó truy tố kìa, nó, nó nó gọi là nó đang đi tìm bắc kìa. Điều này đặc biệt là đúng là những cái ngày mà bạn thấy tình hình của philippines đang bị mà philippines á, là có mỹ hỗ trợ đó các bạn nha nhưng mà nó vẫn gây hấn việt nam việt nam ta có ai hỗ trợ đâu thì làm gì còn biển với đảo thì cuối cùng không kiềm chế được thì sẽ có đổ lửa liệu mỹ đã nói rồi nếu đụng vào philippines mỹ đập à việt nam làm gì dám như philippines các bạn Ok, cái tình hình đó là nó rất là căng thẳng ở phía Biển Đông. Vì nó nói là của nó hết mà. Hoàng Sa, Trường Sa là của nó gom hết. Cũng may Philippines á, nó cũng còn mạnh dạng chút xíu. Còn Việt Nam thì có phản đối chơi cho vui. <laughs> phản đối không bao giờ có ý nghĩa các bạn. <laughs> ở trên cái bán đảo cam nó nói tình hình của bán đảo này chưa cây lính nga ở đảo kamir đưa phó chỉ huy của mình lên lên đường tại sao trời ơi giờ nó ép bức dữ lắm các bạn cho nên nó không phục theo cái tình hình của ukraine tình báo của ukraine quân đội của nga được huy động ở nằm ở trên cái bán đảo này họ đã xử phó chỉ huy của trung đoàn của họ à, và trốn khỏi hiện trường theo một bản thông tin, các binh sĩ thuộc sư đoàn súng trường cơ giới hóa số 20 một phần của quân đội quân đoàn 8 của quân khu phía nam của nga đây đã gây thương tích nghiêm trọng cho một đại tá là Mosuberkov vào ngày 1 tháng 11 cơ quan tình báo Ukraine cho biết theo một bản dịch mà không nêu tên người chỉ huy cùng ngày hôm đó quân đội bị tình nghi thực hiện vụ tấn công thay quân phục thành quần áo dân sự rồi rời căn cứ ở quận à, Simferopol chạy trốn đến cái vùng canada lân cận của nga bộ tổng thương tham mưu của nga yuken cho biết là ngày càng có nhiều quân nga đào ngũ khỏi các cuộc chiến ở UK. À, đã có nhiều báo cáo về từ khi có cuộc xâm lược toàn diện ở đây thì bạn thấy từ ngày đến giờ thì các mình cũng thấy có nhiều cái lần là quân Nga chạy trốn. Vào tháng 8 năm nay một binh sĩ Nga ở tỉnh Khai Sơn bị chiếm đóng của Ukraine đã phát hành một đoạn video kêu gọi à, ủy ban mẹ của binh sĩ Nga trong đó là mô tả tinh thần của họ rất là tồi tệ. Thì à, bạn thấy cái tình hình này á, họ bị ép bức quá nhiều của bạn cho nên họ phản kháng. Vào ngày 25 tháng 5 của năm 2023, à, một cái tỉnh ở gần Lunan, phía đông, khoảng 20 người lính Nga đã được huy động trốn thoát sau khi à, đánh cắp một chiếc xe tải và bỏ chạy các bạn. Vào tháng 9, vào ngày 9 tháng 6, khoảng 90 binh sĩ Nga ở thị trấn Arabica bị chiếm đóng cũng đào ngủ. Tình hình khó khăn mùa đông sắp tới, ở nơi đây thiếu quần, thiếu áo, thiếu lương thực, thiếu đủ thứ thiếu hết. Cho nên họ chịu không nổi và bị họ sức ép bởi chỉ huy. Bạn thấy nạt nộ rồi đủ thứ hết đó các bạn. Và đẩy họ vào cái chỗ mà không đáng, ví dụ ví dụ như nơi cái chỗ đó. Ok, chỗ đó nó nguy hiểm nhưng mà họ vẫn đẩy. Ok. Trong cái tình hình à, có thể là Mỹ sẽ không còn tiếp tiếp à, ứng cho Ukraine nữa thì bắt đầu Ukraine lên tiếng và Ukraine sẽ tiếp tục phản công dù không có Mỹ. À, Elon Musk khuyên là đừng đưa những người trai trẻ ra chiến trường nữa vì họ sẽ mất mạng và Ukraine sẽ càng ngày sẽ càng không có những người nam. Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch phản công ngay cả khi Mỹ không tiếp tục hỗ trợ. Mỹ mà không tiếp tục hỗ trợ thì còn cái gì nữa đâu mà đánh mà mà phản công các bạn. Chỉ có đánh trong với che. Mà nếu mà đánh anh trong với tre đó thì phải nhờ Việt Nam. Mà khổ nổi Việt Nam thì bên phe Putin cho nên không nhờ được. Trên thế giới này quân đội Việt Nam là số 1 đánh dưới trong với tre. Mà bây giờ Putin muốn đánh mà không có kinh nghiệm. Mà mời Việt Nam thì Việt Nam không, không có dạy. Tại vì Việt Nam là bên phe Putin. Bình phe Nga Cho nên làm sao dạy được Cho nên Zelensky có thể thất thủ Theo Reuters Trong ngày 10 tháng 11 Zelensky khẳng định rằng Ukraine sẽ tiếp tục Chiến dịch phản công Ngay cả khi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự Và tài chính Nói nó chơi cho vui vậy Các bạn thấy Việt Nam Cộng Hòa Ông uh, Cụ uh, Tổng thống uh, Nguyễn Nhân Thiệu nói vậy sau khi bị cắt giảm viện trợ từ Hoa Kỳ từ hàng tỷ đô la xuống còn có triệu đô la, chúng ta mất 75% sức chiến đấu. bị bị trong khi đó bắt Việt, à, ông uh, Nguyễn Văn Thiệu nói, trong khi bắt Việt thì nó có được hỗ trợ từ Trung Quốc và Liên Xô ron 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 ron, mà chúng ta bị mất 70 75% chiến đấu thì Mỹ sẽ viện trợ các bạn nhưng mà Mỹ viện trợ xuống còn triệu à cho UK và dồn qua bên do Thái. Nếu Washington muốn thay đổi chính sách đối ngoại, chúng tôi sẽ tiếp tục mà không có các bạn. Cái câu này nó giống như là thôi không có mày thì cũng không sao, giải khái vậy các bạn. Mọi người cần hiểu rằng tự do là giá trị quan trọng nhất với người dân UK, cái này dân Mỹ nó hiểu ok dân mỹ nó hiểu nhưng mà dân mỹ nó nói cái chuyện tự do đó của mày nữa okay, ghê các bạn giống như của việt nam còn hoài đó cái chuyện đó của tụi mày mày làm đi tao mệt rồi à còn mỹ sao dân tao là sướng thôi tao lo hoài không xong mày lo đi dạng vậy các bạn bình luận của Zelensky được đưa ra sau khi phóng viên của tờ báo Reuters giả định rằng ông Trump sẽ giành chiến thắng vào năm 2024 khi mà hỏi nếu mà ông trump lại không có tiếp tục nữa thì như thế nào thì, thì rõ ràng thấy cái bức tranh á là không biết ông trump khi mà làm tổng thống mỹ trở lại thì ông ta làm cái gì nhưng mà thấy cái cái thuế á là mất đất <laughs> cái thuế á là không có viện trợ thì đảng cộng hòa là họ đã đang không muốn rồi thì biden cũng không chẳng làm gì được tất cả các tổng thống mỹ đều sẽ giúp đỡ Ukraine vì họ hiểu rằng tất cả những thách thức cũng như kết quả về thiệt hại của cuộc chiến tranh của Ukraine, Zelensky nói. Đầu tuần này, Zelensky tuyên bố là sẽ có kế hoạch giúp quân đội nước này để giành lại cái lợi thế trên tiền tuyến hết được. Đã qua tháng mùa hè rồi các bạn, bây giờ ra đấy qua lấy lại là hai bên đều nằm xuống mà thôi. Elon Musk khuyên. À, ngày 10 tháng 11, Elon Musk đã khuyên chính phủ Ukraine không đưa những cái công dân trẻ ra tiền tiến nữa bởi họ có nguy cơ ra đi rất cao. Bất kỳ bên chủ động nào tấn công cũng sẽ chịu nhiều thiệt hại lớn về mặt nhân lực. Putin nói rồi, mày tấn công tao thì mày mất 10, tao mất 2, tao mất 3. Thì Putin biết được là khi mà Putin tấn công vào Kiev và Putin tơi tả. Cái tốt nhất để chấm dứt sự chiến tranh này là đàm phán, Elon Musk nói. Thì uh, bên UK bây giờ cũng muốn đàm phán đó mà Nhưng mà đàm phán này hai bên không bên nào chịu đàm phán ra như thế nào Đà không? Đàm phán ra sao? Bên đây thì nói hơi mày đàm phán thì mày rút quân hết đi Thì mới đàm phán Còn bên kia nói mày rút quân còn gì nữa đâu Nói mới đàm phán Cho nên đành phải cầm cự qua cầm cự lại như thế Thì uh, tình hình ở bên Do Thái bạn thấy bây giờ À, thủ tướng do thái cũng đồng ý là ngừng bắn để mà đưa những cái người dân ra ngoài các bạn nhưng mà bây giờ ở bên đó đó thì mỹ đâu đâu có bỏ được do thái mỹ không bỏ được do thái mà mỹ sẽ bỏ ukraine và trước mắt đã thấy mỹ sẽ bỏ ukraine Thấy không từ cái bao nhiêu trăm tỷ đô la xuống còn bây giờ hết luôn hay hết tiền rồi các bạn còn có còn tỷ mấy hôm qua đưa hôm bữa đưa còn à, một trăm mấy chục triệu nữa coi như là là sắp hết rồi thì bây giờ cái tình hình á, ở bên Ukraine nó khó khăn lắm. À còn cái vụ muốn vô EU. Ukraine muốn vô EU bị thằng Hungary nó cản mà Hungary EU á muốn đưa cho Ukraine, hỗ trợ cho Ukraine là 20 tỷ đô các bạn. Rồi rốt cuộc bây giờ ra là cũng không có luôn tại không vô được bị cản ơi đủ thứ trò hết. À cho nên không có tiền là thua luôn thành viên mà Ukraine muốn vào, Zelensky muốn vào để làm thành viên của EU thì chắc khó quá. Ukraine có nguy cơ mất 20, tỷ euro viện trợ từ EU. Theo tờ báo Reuters ngày 10 tháng 11, một số quan chức ngoại giao châu Âu tiết lộ nhiều quốc gia và thành viên EU đang phản đối kế hoạch chi 20 tỷ euro viện trợ cho Ukraine trong vòng 4 năm Đáng chú ý là Đức là một trong số quốc gia tỏ ra không mấy tin tưởng vào đề xuất này. Đức là quốc gia đặt nhiều câu hỏi nhất cho gói viện trợ 20 tỷ. Còn Mỹ nó viện trợ vài chục tỷ mà nó, được, nó được gửi qua rau 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 vậy đó. Mọi người đều hiểu đó là một số tiền lớn nguồn tin từ Reuters cũng cho theo các quan chức này đề xuất trên sẽ không được thông qua và EU sẽ đưa ra một phương án khác hợp lý hơn nghĩa là Ukraine lại không có tiền các bạn tình hình này vừa không có tiền của Mỹ vừa không có tiền của EU liệu Ukraine trụ được bao lâu không có tiền là nghĩa là không có mà xoay là một nè vũ khí không qua nè EU và Mỹ thất hứa Uh, với Ukraine uh, dồn Ukraine uh, Ukraine bị vào thế bị động như thế nào hết tiền rồi EU và Mỹ nêu ra những khó khăn cụ thể để có việc cung cấp vũ khí cho Ukraine theo kế hoạch được đưa ra hồi đầu năm là EU cam kết cung cấp đạn pháo cho Ukraine trong thời gian 12 tháng trước tiên bằng các dữ liệu dự dự trữ hiện có sau đó thông qua các hợp đồng mua sắm và tăng cái sản lượng Tuy vậy vừa qua cơ quan hành động đối ngoại của châu Âu thông báo cho biết là các nhà ngoại giao EU rằng EU có thể sẽ không đạt được cái mục tiêu đó vào năm vào tháng 3 2024 mà hứa hứa cho nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu giúp đỡ đến khi nào không còn không cần nữa. Biden cũng vậy bạn thấy không? Sau khi hơn nửa thời gian đã trôi qua, sáng kiến EU <laughs> cho đến nay mới đạt được có 30% mục tiêu và có nguy cơ lỡ hẹn không có tiếp tục cho yuken việc cung cấp đạn dược cho yuken càng trở nên cấp bách hơn khi mà nga đã có thể tăng cường các sản xuất và sự hỗ trợ của từ các uh, nước như là bắc hàn trong bối cảnh yuken đang xung đột căng thẳng bất kỳ sự thiếu hụt nào từ phía châu âu và mỹ cũng làm cản trở suy si giảm hết cho cho yuken Ngũ giác đài cho biết trong tuần này họ đã bắt đầu cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine do Quốc hội Mỹ trì hoãn ngân sách. Trong khi đó các quốc gia của thành viên EU vẫn tiếp tục tranh cãi về gói viện trợ cho Ukraine theo tờ báo Bloomberg. Thì uh, mất hai mươi mấy tỷ và nhiều tỷ từ ở bên Mỹ thì liệu Ukraine có trụ được hay không? thì cái mức này là tới cái mức đàm phán này các bạn hai bên đều rất là mệt mỏi cả thế giới putin thì nó lì không ai chết dòng chết bác Hàng nó lì và đùng cái tự nhiên có bên do à, thái mà nếu mà nhìn, nhìn vô vào sâu xa bên do thái á thì có thể là putin nó làm cho bên trong các bạn hậu thuẫn của iran nó giờ mà mình tạo ra một cái cuộc nào đó đi bạn thấy cái quân uh, bất hảo ở bên Palestine á, uh, nó không có thể nào mà nó đánh nổ do Thái hết. Mà tại sao nó vào? Rồi bạn thấy nước trong dân, rồi để Mỹ nhảy vào, rồi Mỹ đang coi như là mờ dần Ukraine để đưa vào. Và Mỹ đưa bao nhiêu, ít nhất là ba hàng không mẫu hạm vào tới rồi, vào hỏa tiễn uh, Tomahawk rồi, chuẩn bị sẵn sàng hết rồi nếu cần. Chứ còn Mỹ đâu có vào Ukraine mà kiểu như vậy rồi giờ tiền không còn tiền các bạn, quốc hội nó quốc hội nén lại thì à, cái thế này là giống à, miền Nam Việt Nam y vậy rồi rồi thằng Mỹ nó lại bỏ rơi Ukraine thằng Mỹ nó lại thua thấy không? khi mà bạn biết cái sâu xa nằm ở bên trong đó ừ. mấy nay trên kênh cuộc sống Mỹ đồng Nguyễn của mình có vài bạn muốn mình nói một cái kênh cái kênh nó nó mới mới qua Mỹ các bạn mới qua Mỹ và họ nói là hãy trả lại hãy trả lại cái cái gì quên cha vậy hãy, hãy hãy trả lại công bằng cho việt nam tại vì mấy việt kiều mỹ ở đây nói việt nam mà sống tại quá khổ quá buồn quá thì có thể là mình làm một cái bài đó ha tại vì mình mình không có mình biết cái người đó nhưng mà mình không có coi tại vì họ mới qua họ chia sẻ cuộc sống mỹ mình chia sẻ mình nói các bạn mới qua cho họ có cơ cơ hội nhưng mà khi mà họ phản biện lại thì mình mới nói thôi còn anh mới qua con mắt của anh thấy cuộc sống mỹ như thế anh chia sẻ nhưng mà anh nói trả lại công bằng cho việt nam tại vì việt nam không phải là như vậy à các bạn thì mà các bạn mình lúc mà mình ở việt nam á mình thấy ô mỹ bỏ rơi việt nam không? Oh, hoặc là các bạn đang ở Việt Nam các bạn thấy là Mỹ đang bỏ vô Ukraine nhưng mà các bạn ở trong Mỹ này các bạn mới biết là quốc hội Mỹ nó nắm tiền các bạn chứ không phải Biden. Biden rất muốn giúp Ukraine. Theo theo cái tình hình như thế này, nhưng mà quốc hội Mỹ nó không muốn thì Biden cũng đành phải chịu à. Đó một ông tổng thống rất muốn nhưng mà không có quyền. <laughs> ok, quốc hội nó có quyền. Cho nên đành phải bỏ nó có thua không anh ta... dài quá tao không chơi nữa nghĩ ok giống như Ron DeSantis. ba cái chiếm đất của tụi nó mắc mới tới mình nó dạng vậy các bạn ha thì đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn bây giờ mình xin tạm dừng video đây xin chúc cô chú anh em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hẹn gặp lại sau xin chào tạm biệt bye bye